Shopmovie.vn bán nick đơn quần rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello, chào các bạn nha. Ngày hôm nay Mô Việt sẽ lượm bông hoa, múa thanh kiếm cùng với kiếm sĩ Florentino solo với bé Mina. Thì thực sự ý, trời ơi, không có cửa không có cửa luôn. Lụm bông hoa, múa thanh kiếm, rồi bật cái tốc hành chiều 1, chiều 2 lên thớt ngay, chén cái đầu cho Florentino. Thực ra bây giờ cái kèo solo với bất kỳ tướng nào Florentino vẫn chơi được hết, nhưng quan trọng là biết múa hay không. Để biết múa thì anh em phải học được combo múa cơ bản. Phóng chiều 1 ra lụm bông hoa đầu tiên, sau đó thì đánh thường chiều 2, vẩy chiêu 2 thì dùng cái kiếm bộ nha, chứ đừng có chạy bộ. Lụm bông hoa tiếp theo, tiếp tục đánh thường chiêu 2, lụm hoa đánh thường chiêu 2 lụm hoa. Các bạn phải thực hiện combo đánh thường chiêu 2 lụm hoa thật là nhuần nhuyễn, thật là nhanh, thật là chuẩn thì các bạn sẽ chơi Florentino tốt thôi. Nhưng mà thực ra thì đối với một bet Florentino mõm như Mô Việt, trời ơi, có chơi Florentino đâu. Một ngày làm 3 clip nhưng mỗi tướng khác nhau và không làm trùng tướng. Thành ra là tháng rồi cũng chưa sờ vào tướng này. Khi anh em yêu cầu là anh Moba ơi, chơi Florentino đi, ê, chơi luôn. Anh em yêu cầu là mình sẽ làm luôn nha. Với phong cách rồi ai cũng phải làm chậm. Và tất nhiên với những trang bị như áo tràng băng giá, Ryu Hyoga, khiên thất truyền, trượng băng sẽ khiến tướng địch không thể chạy nổi. Nhất là khi team bạn có nhiều những con tướng chạy bộ, phong cách full làm chậm lúc nào cũng cực kỳ lợi hại. Late game full làm chậm auto win nha. Trời ơi, nếu mà không có dừng team bạn ở đấy, mình xiên cho Mina là bụng ngửa luôn nha. Trời ơi, đấy anh em ơi, bây giờ là meta mà các bạn thích chơi tu blend đi rừng rất là nhiều. Nói chung là con tướng tủ của mình đi rừng mình biết là rất là khỏe. Thành ra là anh em nếu biết tu blend thì có thể đi rừng, nhưng không phải trận đấu nào cũng chơi được đâu. Không phải trận đầu làm chơi được đâu nhưng em ơi, phải xem đội hình team bạn đã rồi mới chơi. Con Tuber đen là con tướng nếu đi rừng là anh em sẽ sốc đam cực kỳ tốt. Và nó là con tướng mà cấu rỉa từ xa tốt, nhưng lại không trong những pha giao tranh tổng mà team bạn thay giải là không chơi đâu. Ví dụ trận đấu này team mình như này thì team bạn chơi tunen là ok, chơi là ok. Nhưng mà còn Florentino này, trời ơi, chạy đâu vậy? Tự nhiên dịch chuyển tức thời. Wow, dịch chuyển tức thời chạy mất tiêu rồi. Thực ra chơi tunen mình sợ cái đội hình khống chế từ xa và cấu trở từ xa lắm. Chứ cái đội hình sốc đam mình không sợ đâu. Mình hoàn toàn có thể lúc bụi mình sốc đam ngược lại luôn. Chơi một mình chán nhở? Nãy solo với Mina rất sướng, tự nhiên bạn đấy chạy mất tiêu. Đây 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 rồi, Mina rồi. Ôi kéo sang. Ở thế thì sang ăn bùa nha. Thực ra thì lâu lắm rồi không chơi thì cái ngượng lắm em. Đấy đây đấy. Ngượng tay mình múa nó không, thực ra combo cơ bản nhất mình múa cũng kiểu là hơi cứng rồi. Do là một tháng rồi mới sờ nhưng anh em thông cảm nha, nhiều pha nó mù mắt ý. Thì coi như là bỏ mắt đi anh em ơi, trời ơi. Ok, lượm hụt hoa, lém hụt hoa là toang. Chơi con này thì thứ nhất là tập combo cơ bản này, thứ hai là lượm hoa nhanh này, thứ ba là tung hoa chuẩn này. Đấy, chứ còn cái chuyện mà tung hoa hụt thì lấy cái gì mà múa. Trong khi đó thì Mina càng ngày càng trâu, lên giày hộ vệ, áo choàng thần ra, cầm mộc giáp, cực kỳ chuẩn bài nha. Nhưng mà chuẩn bài vẫn chết. Chuẩn, ôi trời ơi, đang múa bị hút, trời mút chuột chuột không múa được tiếp. Nhưng mà lại múa tiếp này. Ôi, ôi hay quá trời ơi. Tí toang em ơi, tí toang với bé Mina rồi. Tí như là thuyền trong mương luôn ý. Càng thực sự. Công nhận là chơi con tướng này cần độ quen tay. Thực sự cần độ quen tay. Và múa thường xuyên rồi chơi thật nhiều. Ấy, hình như ba cái này nó giống nhau ấy. Ba cái này thì mình đều không có luôn nha, không có luôn nha. Thành ra là
Ơi bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh thôi. Trời ơi, bây giờ mình mới xuống được, vừa dọn con xe, nếu không con xe là lấy trụ mít. Rồi rồi, vét một cái mạng, vét hai cái mạng, vét ba cái mạng luôn. Có bờ xanh bờ đỏ. Nhưng mà lại hụt hoa rồi. Bây giờ gì theo này, bạn này hết chiều rồi. Mình sắp hồi chiều một, mình xiên. Đó. Thực sự thì combo cơ bản mình thực hiện rất là ok, nhưng mà nó cũng không đủ độ nhanh. Thứ hai đó chính là tung hoa trận đấu này hụt nhiều quá trời luôn. Cái này anh em sorry anh em rất nhiều nha. Đánh hơi ngu, hơi ngượng tay. Có khi mình phải làm thêm clip về Florentino nhỉ. Chơi theo phong cách nào đây? Full chí mạng. Ừ, có rất nhiều anh em bảo là anh Mobile ơi chơi Florentino full chí mạng đi. Nhưng mình thực hiện trước cái phong cách full làm chậm, bởi vì anh em full làm chậm yêu cầu trước. Nhưng mà có khá nhiều bạn bảo anh Mobile ơi chơi Florentino full phép đi. Ui, cái này thì mình xin mạng phép nha. Không chơi được, bởi vì mình chưa bet Florentino, không tự tin chơi ở đâu anh em ơi. Sau khi team bạn xử lý được trụ bên dưới là kéo hết lên trên này, giờ lại còn chơi trò gọi hội. Rồi, thôi xong rồi. Anh em ơi, chuẩn bị vô quyền vương đâu rồi, chuẩn bị chơi này. Thôi xong anh em ơi, hoặc là mình trùng chiêu sai rồi, thôi cong bông mà chạy. Chạy nhanh lên các bạn ơi, gọi hội kìa. Thôi toang rồi, team bạn hơn người là cái chắc nha. Và vừa rồi thì mình nên xiên dùng chiêu cuối trước. Dùng chiêu cuối trước thì lúc mình vô mình không bị khống chế. Rồi cái này không có bảo kê là chết thôi mình nhỉ. Đó, chiêu cuối trước, khắc chiêu cuối trước anh em ơi. Nhiều khi là cứ phải khắc chiêu cuối trước nha. Không nhất thiết là cứ phải thực hiện combo theo cái thứ tự cơ bản, đó là đánh thường chiêu 2, chiêu 1, múa sau một nhịp rồi mới dùng chiêu cuối đâu. Nhiều khi là múa như vậy là toang anh em ơi. Khi mà thi bạn đông là toang đấy, khống chế nhiều là toang. Phải dùng chiêu cuối trước. Ví dụ như là chạy đến khắc chiêu cuối luôn thì mình được miễn khống chế, mình chơi, mình quẩy tim nó mới dễ. L-O-Z-Z Đam Tô Nhu Châu. Ồ, cái gì vậy? Đam to như châu á? Châu là châu bò mà. Sao lại đam to như châu? Châu làm gì có đam. Ui sao không ra hoa nhỉ anh em ơi? Phải làm chúng mà sao không có hoa nhỉ? Vô lý. Cái kia là vô lý quá đi anh em ơi. Nhưng mà trong 9 mạng của team thì cũng làm nhẹ 6 mạng rồi. Cái khả năng vết mạng KS thì cũng... À không, vết mạng trận này không có KS, vết mạng cũng ok. Nói chung là cái đồ làm chậm của mình cũng... cũng sắp ok rồi anh em ơi. Bây giờ thì mình đã được một đồ làm chậm. Tiếp theo một cái đồ làm chậm nữa thì là cũng slow cho Mina không chạy được luôn. Mà bây giờ là cũng là làm chậm kinh rồi nha. Làm chậm này mình sẽ múa dễ hơn. Công nhận là khắc chiêu cuối thì mình mới trâu được. Chứ không là cái lên đồ xuyên giáp thế này không có kháng phép, nhảy vào giữa chiêu cuối của Gina cũng rất là đau. Nên là con này cứ khỏe là muốn khỏe là phải có chiêu cuối nha. Chơi chiều cuối trước anh em ơi. Anh em thấy múa mù mắt không? Mình còn cảm nhận là mù mắt thế. Như là anh em xem clip. Nhưng mà thời gian thì không có nhiều. Lâu rồi không chơi cũng nhảy vô làm clip luôn. Có những pha thì mù like thì anh em thông cảm nha. Hai nay nhiều quá thì phải có mù like mà. Đôi khi phải cũng bị anh em chửi một tí cho nó thêm nhiều màu sắc thú vị. Thực ra thì bị anh em chửi cũng quen rồi. Nhiều khi mà chửi mà không hiểu tại sao bị chửi nha. Không hiểu tại sao mình bị chửi luôn. Hôm trước thì có bạn mắng mình đó là có mấy con tướng mà làm đi làm lại thôi hủy đăng ký kênh. Trời ơi, anh em biết Mobile Việt là người làm nhiều tướng bậc nhất của cái game, cái loại game với tua bay này. Không ai làm nhiều tướng bằng mình đâu. Mình làm ôn tướng, mình làm xoay tướng rất là nhiều. Một tuần có khi là mình làm được hơn 20 tướng ý. 20 tướng luôn. Có ai làm một tuần được 20 tướng như mô về không? Chắc là không đúng không anh em ơi? Không có luôn nha.
À có cờ cao thủ cũng làm rất nhiều tướng. Đó, chỉ có hai youtuber đó thôi. Làm gì có ai mà mình có bao giờ đánh một tướng đâu. Đánh một tướng thì công nhận là một tướng đó thì mình sẽ biết. Mình sẽ chơi cực kỳ hay, mình chơi phong cách nào cũng được. Nếu mình chơi mình Fortnite thì mình chơi full phép với anh em. Đơn giản lắm anh em ơi, hoặc là mình một tuần mình làm clip về Fortnite. Chỉ làm Fortnite thôi. Mình sẽ múa best cho anh em thấy. Nhưng là như vậy thì bị chửi sắp mặt ngay và nó cũng hơi chán. Các bạn thay đổi anh em ơi. Hay quá các bạn ơi. Trời ơi, muốn làm chậm. Mình chỉ siết nhẹ thôi thì yoga rồi trượng băng thì chạy làm sao được theo. Ê, bây giờ xuống thì muộn rồi. Thì mình khống chế hơi nhiều nha. Nó có làm chậm full, làm chậm mới chứ. Ui, có khi này anh game luôn nhỉ các bạn ơi. Ok, và chân thành cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu xem những pha mua mắt của Mô Việt với kiếm sĩ Florentino. Và hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.